Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, trong khi vùng áp thấp phía Tây được dự báo sẽ phát triển và mở rộng trở lại. Trên nền ít mây sẵn thì ngày hôm nay miền Bắc có nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ tiếp tục đà tăng. Khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày sẽ là từ 32 cho đến 34 độ. Còn ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên 30 cho đến 33 độ. Thậm chí một số nơi ở khu vực phía Đông như là Hà Giang, Tuyên Quang hay là Bắc Cạn do có vị trí gần vùng áp thấp phía Tây, nhiệt độ ngày hôm nay cũng sẽ tăng lên cận ngưỡng 34 độ. Ngày hôm nay do trời nắng sớm cộng với sự góp nhiệt của hàn lưu vùng áp thấp phía Tây, vì thế ở các tỉnh miền Trung nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp miền Trung sẽ phổ biến mức nhiệt là từ 32 cho đến 34 độ. Một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây, các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Hà Tĩnh bắt đầu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn yếu, vì thế xuất hiện nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 cho đến 36 độ. Không còn chịu tác động của nhiễu động gió đông, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng bắt đầu ngày mới với tiết trời nắng sớm. Nền nhiệt ngày hôm nay ở các khu vực này vì thế sẽ tăng cao trở lại. Ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Ở các tỉnh phía Nam, nóng nóng 35 cho đến 37 độ sẽ lại xảy ra nhiều nơi ở khu vực miền Đông. Còn ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao là từ 34 cho đến 36 độ. Trên biển, ở cả hai huyện đảo Hoàng Sa cũng như là huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì hướng gió đông bắc nhưng cường độ không mạnh ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực phía nam của Biển Đông bao gồm vùng biển phía nam của khu vực huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Cà Mau trở vào cho đến Kiên Giang cũng như là vùng vịnh Thái Lan. Trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông ở mức rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.